Xin chào quý khán giả thân mến, chưa phải là quá lâu kể từ báo cáo cuối cùng từ công trường xây dựng Alabusavan, nhưng như các bạn có thể thấy trong video mới nhất, các thay đổi là rất đáng kể. Công việc đổ bê tông và lắp dựng sàn móng đang được gấp rút tiến hành. Video cho thấy một phần móng đã được đổ bê tông sẵn và công tác chuẩn bị cho đổ móng mới đang được tiến hành. Ngay lúc này, các hoạt động quy mô lớn đang được tiến hành trên công trường nhằm mục đích khẩn trương xây dựng và đưa tòa nhà phòng công nghệ và kỹ thuật vào hoạt động. Công tác vận chuyển thiết bị và động cơ đến các khu vực cất giữ tạm thời trên lãnh thổ phòng công nghệ và kỹ thuật tương lai cũng được tiếp tục. Hãy theo dõi lịch phát hành các video mới về những sự kiện mới nhất của dự án Sovereign March. Hẹn gặp lại!